Kitô theo Thánh Gioan: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Hồng ân thánh thể. Khi thông ban sự sống của chính mình cho nhân loại, Thiên Chúa ban cho họ một hồng ân cao quý hơn hết mọi hồng ân, một quà tặng tuyệt vời trên tất cả mọi món quà. Không gì trên đời quý bằng sự sống, dù có bị thiên tai mất hết ruộng vườn, tài sản, nhà cửa, tiền bạc, nhưng chưa phải chết thì vẫn còn may. Được sống là một hồng phúc lớn nhất, là một ân huệ vượt trên hết mọi ân huệ. Theo nhà văn Jack London thì thà làm một con chó sống còn hơn là một con sư tử chết, làm một con chuột sống còn hơn một con voi chết. Thế nên người ta thường nói mạng sống quý hơn đống vàng. Vì yêu thương con người trên hết mọi sự, nên Thiên Chúa muốn dành cho họ quà tặng cao quý hơn tất cả mọi quà tặng, đó là sự sống. Nhưng Thiên Chúa không chỉ ban sự sống sinh vật, mà còn thông ban cả sự sống của chính Thiên Chúa cho con người nữa. Thiên Chúa Cha là cội nguồn của sự sống. Sự sống bắt nguồn từ Chúa Cha. Người thông ban sự sống của người cho Chúa Con. Chúa Giêsu xác nhận sự sống của người từ Chúa Cha mà đến. Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha. Một khi nhận được sự sống từ Chúa Cha, Chúa Giêsu không giữ lại cho riêng mình, nhưng tìm cách thông truyền sự sống cao quý ấy cho nhân loại. Muốn cho nhành nho rừng tiếp nhận được sự sống của cây nho vườn, thì nó phải được tháp nối để nên một với cây nho vườn. Muốn cho một bàn tay bị cắt lìa thân được tiếp nhận sự sống từ thân thể, thì bàn tay đó phải được ghép nối vào thân thể, trở nên một thân thể. Vậy, muốn cho loài người tiếp nhận được sự sống của Chúa Giêsu, thì phải làm cho họ nên một với Chúa Giêsu. Thế nên, Chúa Giêsu lập nên bí tích thánh thể, hiến ban thịt và máu người dưới hình bánh rượu làm của ăn cho nhân loại, để cho những ai lãnh nhận mình máu thánh người thì được nên một với người, được ở lại trong người. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Những ai ở lại trong Chúa Giêsu và có Chúa Giêsu ở lại trong người ấy, thì tất nhiên sự sống của Chúa Giêsu sẽ được thông ban cho người ấy. Điều tuyệt vời là sự sống mà Chúa Giêsu thông ban qua việc tiếp nhận mình máu người không phải là sự sống sinh vật có thể bị lụi tàn theo năm tháng, mà là sự sống vĩnh cửu không bao giờ tàn phai. Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Thế là thông qua việc ăn mình và máu Chúa Giêsu, con người được nên cùng một thân mình, cùng một dòng máu với Chúa Giêsu, và do đó sự sống thần linh của Chúa Giêsu sẽ được thông ban cho họ. Khi thông ban sự sống của chính mình cho nhân loại, Thiên Chúa ban cho họ một hồng ân cao quý hơn hết mọi hồng ân, một quà tặng tuyệt vời trên tất cả mọi món quà. Ngoài ra, khi tiếp nhận mình máu Thánh Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chúng ta còn được biến đổi để nên một Giêsu khác. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả khẳng định: Thực tế, chúng ta thông phần mình và máu Chúa Kitô là để được biến thành đấng chúng ta rước lấy. Giáo huấn của Hội Thánh còn dạy cho biết, nhờ tiếp nhận mình máu Thánh Chúa Giêsu, chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Khi bạn ăn uống mình và máu Đức Kitô, bạn nên một với người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu.
như thế, chúng ta trở thành những người mang Đức Kitô, có mình máu người thấm nhập khắp toàn thân. Nhờ vậy, theo lời Thánh Phêrô, chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, hồng ân Chúa ban thật vô cùng lớn lao và quý báu. Nhưng tiếc thay, nhiều người không nhận biết nên tỏ ra hững hờ. Xin cho tâm hồn chúng con tràn đầy hoan lạc trước hồng phúc vô giá và khao khát tiếp nhận hồng ân này với hết lòng cảm tạ tri ân.